Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo về con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu chủ thể và động lực phát triển đất nước. Giao ban quý tư giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy. Nhân ngày truyền thống công tác dân vận khéo phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Bất cập trong quản lý trật tự xây dựng tại khu dân cư NU9 tại thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục phát triển nhận thức về con người, quyền con người, có thêm cơ sở lý luận, khoa học có giá trị tham khảo cho công tác hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, sáng nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu chủ thể và động lực phát triển đất nước. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Bí thư các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển con người và tôn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người, góp phần thiết thực, tổng kết 40 năm đổi mới và phục vụ xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Để hội thảo mang lại ý nghĩa thiết thực, tôi đề nghị các đại biểu tập trung phân tích làm sâu sắc trên những nội dung chủ yếu sau đây. Một, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, phát huy vai trò, giá trị của quyền con người trong hiện thực hóa quan điểm cách tiếp cận con người là trung tâm phát triển toàn diện con người hiện nay. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực này của các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương, cần tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới. Thứ hai, phân tích sâu sắc hơn những cách tiếp cận mới của thế giới, kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển con người, thực thi quyền phát triển, các cơ chế mới và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tham gia của người dân, quyền thụ hưởng thành quả, đặc biệt là để phát huy được sức mạnh của yếu tố con người được tạo ra để tạo ra cái động lực phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, đề xuất giải pháp kiến nghị để thực hiện hiệu quả quan điểm cách tiếp cận về con người, chiến lược phát triển con người Việt Nam, quyền con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển đất nước. Dân giàu đó, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tỉnh Hưng Yên vinh dự được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Trong lời phát biểu chào mừng hội thảo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ. Ngay từ khi được tái lập năm 1997, mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội cũng hết sức là khó khăn, song tỉnh Hưng Yên cũng luôn quan tâm phát triển con người, bảo đảm quyền con người, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh từ nhiệm kỳ khóa 14 đến khóa 19 cũng đều có những chủ trương, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp quan trọng về phát triển con người, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân và phát huy những giá trị của con người, giá trị văn hóa truyền thống Hưng Yên. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách xã hội quan trọng, đúng đắn, công bằng vì con người đã được ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả và đã thực sự trở thành động lực phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh Hưng Yên.
Các tham luận trình bày tại hội thảo đã đi sâu, làm rõ những vấn đề lý luận về quan điểm, cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển đất nước, quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực phát triển con người Việt Nam, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thực tiễn công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện thể chế về quyền con người, phát huy giá trị quyền con người trong hoạch định chính sách an ninh con người gắn với xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm quyền tham gia của người dân và quyền được hưởng thụ thành quả trong hoạch định chính sách quốc phòng, giữ vững ổn định đất nước. Trong quyền con người đấy thì hai cái quyền quan trọng nhất đó là quyền được tham gia và quyền được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Và từ cái này thì chúng ta mới bắt đầu lan tỏa ra từng lĩnh vực cụ thể một. Trong lĩnh vực y tế chẳng hạn, thì bây giờ lấy con người là trung tâm, thì trong hoạch định chính sách về y tế thì phải thể hiện thế nào? Chắc chắn là chúng ta phải thực hiện là người bệnh là trung tâm rồi. Hoặc là trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta phải lấy người học làm trung tâm. Các cái pháp luật về nhà ở thì cũng đã phân ra làm hai cái luồng phát triển nhà ở khá là rõ nét. Thứ nhất đó là phát triển nhà ở thương mại. Cái nhóm thứ hai đó là nhà ở xã hội. Đây là cái nhóm chính sách có cái sự hỗ trợ của nhà nước để cho các cái nhóm đối tượng chính sách bao gồm có người có công và các cái nhóm đối tượng yếu thế khác có cái cơ sở, có cái cơ hội để thụ hưởng chính sách cũng như nâng cao cái điều kiện về nhà ở. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đề xuất cần có sự thay đổi về tư duy thiết kế chính sách, thực hiện nguyên tắc trọng tâm là lấy con người làm trung tâm và cần có nhân lực để chuẩn bị cho cách làm này. Các thiết kế chính sách lấy con người, quyền con người làm trung tâm cần được triển khai mạnh mẽ để vượt qua thách thức như giải quyết các vấn đề về môi trường, già hóa dân số. Hội thảo đã gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 3 và 9 tháng năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 9 tháng đầu năm 2024, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng chỉ thị của Bộ Chính trị. Công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên, hội viên, nhất là trong đơn vị kinh tế tư nhân tiếp tục được quan tâm. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm, công tác tuyên giáo, dân vận có nhiều đổi mới. Về phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế tỉnh Hưng Yên xếp thứ 6 trên 11 tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,59%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Thu ngân sách đạt trên 30.000 tỷ đồng, các địa phương đã giải phóng mặt bằng trên 1.000 hecta. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh có 135 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 51 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ các đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các huyện, thị xã, thành phố hầu hết đều đạt dưới 50%. Việc đấu giá đất làm nhà ở tại một số huyện đạt thấp, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm còn chậm, ảnh hưởng của bão lũ đến sản xuất nông nghiệp. Đại diện các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề như công tác xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị, phát triển thương mại dịch vụ, thu hút khách du lịch, công tác quản lý bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, chương trình phát triển đô thị, một số vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác dân vận giải phóng mặt bằng.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã làm rõ một số kiến nghị về phát triển kinh tế xã hội của Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào, Kim Động, Khoái Châu và giao cho các cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương trong diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cần chủ động về xây dựng phương án nhân sự cụ thể để khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì khẩn trương thực hiện. Tổ chức triển khai xây dựng báo cáo chính trị và phương án nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để đáp ứng đầy đủ các điều kiện của các chức danh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo thực hiện đầy đủ đúng tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nắm chắc tình hình nhân dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Thì đề nghị các đồng chí cấp ủy cấp huyện là các đồng chí ra lại những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực cùng với cái việc mà xử lý kỷ luật đồng bộ với xử lý kỷ luật đảng, xử lý kỷ luật về hành chính đoàn thể của đối tượng vi phạm các quy định về tham nhũng tiêu cực, xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu để xảy ra những cái tiêu cực tham nhũng ở địa phương hay là cơ quan đơn vị mình. Đối với công tác phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lực lượng ra soát, triển khai hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án. Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, cần ra soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã. Tôi đề nghị là các huyện, các đồng chí triển khai các cái giải pháp để khắc phục các cái hậu quả của cơn bão số 3, đặc biệt là sớm phục hồi cái sản xuất nông nghiệp. Cái này thì không phải là trách nhiệm của các huyện, huyện chủ động, nhưng mà tỉnh cũng phải hỗ trợ tích cực sở tài chính được phối hợp với sở nông nghiệp, các đồng chí nghiên cứu để có cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ nông nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 3. Quy hoạch tỉnh đã được ban hành rồi, thế thì các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo rà soát bổ sung hoàn thiện các quy hoạch chung xây dựng vùng huyện, các quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất nhằm cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh. Đối với Văn Giang là cụ thể hóa cái quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cái này chúng ta phải làm sớm càng tốt. Một số địa phương vẫn tiếp tục phát sinh những cái vi phạm mới về đất đai, về xây dựng, về giao thông, hành lang an toàn đê điều, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, đặc biệt là Ân Thi. Cho nên là tôi đề nghị các đồng chí tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát, đặc biệt là phát huy vai trò của nhân dân trong việc nắm bắt tình hình và phản ánh kiến nghị với chính quyền địa phương về những cái trường hợp vi phạm, và các đồng chí kịp thời xử lý quyết liệt, dứt điểm những cái vi phạm, không để xảy ra những cái trường hợp phát sinh vi phạm mới. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đại hội có 1.052 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Đoàn tỉnh Hưng Yên dự đại hội có 12 đại biểu. Đồng chí Trần Quốc Toàn đề nghị các thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp, tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung chương trình hoạt động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, các chức sắc tôn giáo, tín đồ Phật tử tỉnh Hưng Yên tới đại hội. Các đại biểu cần chấp hành tốt quy định của đại hội, chuẩn bị thông tin, quảng bá giới thiệu về truyền thống, mảnh đất và con người Hưng Yên, văn hiến, anh hùng. Công tác dân vận, thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Song công tác này vốn là việc khó,
liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề phức tạp. Do đó, những người làm công tác này cần phải đi trước, làm trước để tạo đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai. Đây cũng là cách làm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Hưng Yên tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua. Phóng sự nhân ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10. Mẹ mới mất được hơn một năm, đang mồ yên mà đẹp, nhưng dự án đường vành đai 4 đi qua khu Nghĩa Trang, trong đó có ngôi mộ của mẹ. Anh Nguyễn Thành Luân, bí thư đoàn thanh niên xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã nén lại những hụt hẫng, bùi ngùi của chính mình để vận động thuyết phục bố cùng các thành viên trong gia đình di chuyển phần mộ của mẹ nhường đất cho dự án. Những cuộc họp mà đảng ủy hay cuộc họp dân thì tôi đều đứng trước toàn thể nhân dân và đoàn viên thanh niên tôi tuyên truyền để nhân dân ủng hộ cái dự án. Và bản thân tôi thì tôi cũng về tôi trao đổi với gia đình và tôi là một người con lớn trong gia đình, một người chồng họ thì tôi cũng di chuyển mồ mả cho mẹ tôi là đầu tiên. Khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm, từ chính cán bộ đảng viên đi trước làm trước như thế. Tại xã Mễ Sở đã có hơn 800 ngôi mộ được di chuyển ngay trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Hơn 60 cán bộ đảng viên đăng ký chuyển mộ ngay đợt đầu, trong đó có 6 ngôi mộ người thân mới mất chưa được 2 năm. Qua cái quá trình coi như tuyên truyền sâu rộng thì từ đảng viên cho đến các ngành đoàn thể và các hội viên đoàn viên và nhân dân là đồng thuận rất là cao. Mà đặc biệt là trong quá trình di chuyển cái số lượng mồ mả nó lớn như vậy, thế nhưng nhân dân rất là phấn khởi. Khi triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc Võng Phan, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi phải thu hồi gần 10 hecta ở hai thôn Nhân Lý và Mễ Xá. Công tác dân vận được đảng ủy chính quyền xã thực hiện từ sớm từ xa bằng nhiều hình thức như thành lập tổ dân vận tại các thôn, tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp với các hộ dân để tuyên truyền những chủ trương, ý nghĩa, lợi ích mà dự án mang lại. Cùng với đó là thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong các bước rà soát, quy hoạch và đền bù. Khối dân vận đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch công tác thế và tập trung vào hai tổ dân vận, mà đặc biệt là cái vai trò tiền phong gương mẫu của các đồng chí đảng viên có diện tích thu hồi thì đều thực hiện đi đầu. Hưng Yên hiện nay được ví như một đại công trường với hàng trăm dự án. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cũng đã có mặt kịp thời ở khắp các mặt trận để thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng đến từng hộ dân. Từ đó giảm đi các trường hợp phải cưỡng chế, rút ngắn hơn thời gian giải phóng mặt bằng các dự án tại địa phương. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng ở các địa phương từ tỉnh đến cơ sở thì đều thành lập các cái tổ tuyên truyền và cán bộ ở cơ sở thì cũng rất là kiên trì, cũng rất là bền bỉ, cũng rất là trách nhiệm vận động để thuyết phục người dân để người dân đồng thuận với cái dự án của mình. Thế và đối với dân vận tỉnh ủy thì chúng tôi cũng đã trực tiếp tổ chức các cái hội nghị giao ban đến các đồng chí là bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận của các xã để lắng nghe những cái đề xuất kiến nghị tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải. Thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng tại Hưng Yên đã và đang đạt được những kết quả nổi bật với khối lượng lớn, phần việc khó và nhiều. Điều này càng minh chứng ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay, nhất là công tác giải phóng mặt bằng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thưa quý vị và các bạn, Tinh Hoa Làng Nghề là cuốn sách ảnh do nhóm 5 học sinh trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, huyện Văn Giang tự tìm hiểu, thiết kế với mong muốn có thể phát huy, bảo tồn và quảng bá những giá trị truyền thống của quê hương Hưng Yên. Với hơn 60 trang giới thiệu đầy đủ về 12 làng nghề truyền thống tại Hưng Yên như Hương Tạ Cao Thôn, Đúc Đồng Lộng Thường, Bánh Tày Làng Cầu, Làng Cuông, Làng Mảnh, nhờ thiết kế bắt mắt, hình ảnh chọn lọc, cuốn tách ảnh đã giới thiệu chi tiết về lịch sử hình thành, quá trình sản xuất, sản phẩm nổi bật, những nghệ nhân tiêu biểu tại các làng nghề truyền thống. Từ niềm đam mê đối với dự án cũng như là tình yêu quê hương đất nước và muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền thống đến với những bạn bè quốc tế cũng như là thế hệ trẻ bây giờ. Chúng em có sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa thì những bạn trong nhóm thì cũng có sẵn những kinh nghiệm về ứng dụng giúp chúng em cái việc thiết kế sách trở nên dễ dàng hơn. Và ở đây chúng em có hai bạn thuộc đội tuyển văn, vì vậy nên là cái việc viết lách cũng thuận lợi ạ. Để hoàn thành được dự án, các em đã dành nhiều tháng trực tiếp tới các làng nghề tham quan, gặp gỡ các nghệ nhân, tìm hiểu thông tin.
di chuyển tới các làng nghề xa xôi, cân bằng giữa đam mê và học tập, bị từ chối, cung cấp thông tin, không cho phép chụp hình là những khó khăn thử thách mà nhóm gặp phải trong quá trình thực hiện dự án. Nhưng tất cả các thành viên đều kiên trì cố gắng để có được những thông tin hữu ích, những bức ảnh chân thực. Hiện cuốn sách ảnh đã được phát hành bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage, trang website của trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh. Có một chút khó khăn trong việc tìm cho ảnh cách sắp xếp nào cho phù hợp. Bức ảnh cần phải thể hiện được rõ nội dung, những đặc trưng của làng nghề, thể hiện được vẻ đẹp và màu sắc riêng của những từng làng nghề đấy. Chất lượng ảnh thì cần phải rõ nét và màu sắc nổi bật. Cả cuốn sách như một chuyến tham quan trải nghiệm những làng nghề của Hưng Yên, qua đó bước đầu được sự đón nhận của chính những người trong làng nghề. Các bạn học sinh còn ít tuổi cũng chụp nên được một số cái cảnh, tuy rằng nó chưa đầy đủ, nhưng cơ bản người xem đã biết được người sản xuất hương của thôn Cao. Rất mong rằng các bạn trẻ là thông minh, nhanh nhạy, không phải quảng bá riêng nàng hương chúng tôi mà quảng bá cho các sản phẩm khác trên đất nước mình. Nhóm cũng đang xây dựng kế hoạch để tiếp tục mở rộng dự án, giới thiệu thêm nhiều làng nghề của Hưng Yên. Trong chương trình thời sự trước đây, chúng tôi đã phản ánh về việc quản lý trật tự tại khu NU9, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên còn nhiều bất cập, trong đó có sự phối hợp chưa tốt của các đơn vị liên quan. Hiện nay, ngoài trật tự đô thị còn phát sinh thêm về an ninh trật tự. Tình trạng mất trộm tài sản trong khu dân cư NU9 xảy ra vào ban đêm từ tháng 2 đến hết tháng 9 năm nay. Cũng thời gian này, đèn chiếu sáng công cộng tại đây cũng tắt. Gia đình bác sĩ Hậu đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất 30 triệu đồng tiền mặt, nhiều cây cảnh vật nuôi của người dân và 40 cửa ghi bằng gang để thoát nước mặt đường trị giá gần 80 triệu đồng cũng đã bị mất trộm. Tối hôm vừa rồi nó bê lắp cống mà không làm gì được. Người dân trong khu dân cư NU9 kiến nghị việc gia tăng tình trạng trộm cắp ban đêm có nguyên nhân khi không bật đèn chiếu sáng, bởi đây là điều kiện thuận lợi để kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. Đại diện đơn vị trúng thầu cũng là đơn vị đang vận hành hệ thống chiếu sáng lại khẳng định không chịu trách nhiệm chi phí này do chưa bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng. Trong quá trình thi công thì đơn vị là triển khai theo đúng như hồ sơ thiết kế được duyệt, nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ lúc hoàn thành hạng mục công trình đến bàn giao đưa sử dụng cho các đơn vị quản lý vận hành, nhiều những cái vị trí mà những cái nhà hộ dân người ta đang xây phá dỡ mất hiện trạng, nó không đúng như cái thiết kế ban đầu. Ngoài ra, khoảng 70 hộ dân chiếm trên 80% số hộ đã xây dựng nhà ở tại đây tự ý xây hết phần đường lưu không. Hiện có 3 hộ dân đã tự ý lát lại vỉa hè bằng vật liệu khác và lấp luôn miệng cống thoát nước. Có 2 cơ sở sản xuất đá ốp lát vi phạm mục đích sử dụng đất, mỗi khi hoạt động là gây tiếng ồn và bụi đá. Hiện nay, các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những vụ việc phát sinh liên quan tại khu dân cư NU9, gồm Ban Quản lý Khu Đại học Phú Hiến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân xã Liên Phương. Nguyên nhân chính là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng quản lý hành chính khu dân cư và nhà thầu thi công khi tổ chức thực hiện dự án thiếu cập nhật tình hình và báo cáo chủ đầu tư cũng như Ủy ban Nhân dân các cấp để phát sinh vụ việc kéo dài. Vi phạm từ những hộ dân đầu tiên trên phần đất dành cho đường cứu nạn không được lập biên bản xử lý kịp thời. Hộ xây dựng sau học sai phạm của hộ trước khiến sai phạm trở thành phổ biến. Theo luật chính quyền địa phương, luật xây dựng và luật kiến trúc đã quy định rõ về thẩm quyền xử lý các vụ việc về trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực trật tự xây dựng. Nhà thầu thi công dự án cần phối hợp chặt chẽ với đại diện chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và các cơ quan liên quan để bàn thảo giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh tại dự án khu dân cư NU9. Mặc dù vậy, trước mắt để tránh phát sinh thêm sai phạm, việc tăng cường thanh kiểm tra hoạt động xây dựng nhà ở tại đây cũng như công tác tuyên truyền vận động người dân cần được chính quyền xã Liên Phương quan tâm hơn nữa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nơi đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.